Xin chào anh chị, lại là gạch ốp lát Mỹ Đình Thai đây. Trong video hôm nay thì tôi xin giới thiệu tới anh chị mẫu gạch ốp tường 30x60 của nhà máy Viglacera. Mẫu này có thiết kế là viên viền này, viên thân này, rồi viên điểm này. Viên điểm được thiết kế rất là sắc nét. Rồi tiếp đến là viên điểm. Sau đó tiếp đến là viên thân. Viên thân cũng là chấm khói. Bộ này của nhà máy Viglacera mới sản xuất cuối năm vừa rồi. Vân khói thì ốp tường rất là đẹp, sử dụng được rộng rãi cho phòng khách, bếp hay là phòng ngủ. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa nha. Đó, viên viền này, viên thân này. Đó, tiếp đến là viên điểm. Rồi, xin chào anh chị. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Gạch Rẻ 98. Để không bỏ lỡ những sản phẩm gạch ốp lát mới nhất trên thị trường hiện nay, xin mời nhấn nút đăng ký kênh có biểu tượng hình tròn ở giữa màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.